Cõi Thiên Trúc miền Tây Phương lạc cành, chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông. Một nhà sư trong lớp áo nâu sồng, đang kính cần quỳ dưới chân Phật tổ. Đệ tử là một kiền liên sinh cúi đầu đảnh lễ trước đấng từ bi thần thông quảng đại. Đệ tử xin thành tâm phủ phục trước liên đài. Trải mấy ngày đêm dây muôn dặm đường dài, cúi xin Phật tổ ban tràng khoan tích trường, để đệ tử tìm đường xuống tận Diêm Cung. Kể từ ngày xa cách mẫu thân hai nẻo dương gian, âm cảnh đôi đường, đệ tử quyết tìm đường xuống điện Minh Vương, để được báo đền tịnh thầm mẫu tử. Phán rằng như mẫu tội căn tâm kiếp, như nhất nhân lịch sử nại hà. Múc kiền liên dối giả phân qua, mà dòng lệ chan hòa. Đệ tử xin nguyện trì trai với sáng, quyết trọn đời sớm kể chiều kinh. Mượn đuốc tuệ cửa thiền soi sáng nẻo minh, nhờ thuyền bát nhã đưa sang bờ khổ hài, cho hồng thân mẫu sống thoát dòng quan trai. Đáp nghĩa sanh thành và trọn đạo làm con. Sau khi nhận bảo vật của Như Lai Phật Tổ, một liên cúi đầu bái biệt dời chân, theo quốc quỷ vô thường xuống tận Âm Cung. Đường về thấp điện gặp gần hiểm trở, kìa điện tầng quảng dương quy nghi rực rỡ. Má viện ngu đầu rộn rịp lao sau, một nhà sư tay cầm tràng khoan, tay nương kích trường bỡ ngỡ bước vào trước điện xung la. Xin vào ý kiến Diêm Vương, trình qua sau trước cơn sự tình.
Trâm lại Đức Diêm Vương cho bần tăng qua mười cửa ngục để tìm mẫu thân cho thỏa lòng thương nhớ kẻ âm dương cách biệt mấy năm trường. Đức Tần Quảng Dương liền cho quỷ gõ xoa đưa một liên vội vã lên đường. Khi nghe những tiếng khóc la của những quan hồn uổng tử khiến kẻ tu hành thêm xúc động lòng nhân. Nào biển lửa giáp dầu, nào kiếm thọ đau sơn, những hình phạt vô cùng thảm khốc. Nỗi nhớ mẫu thân, nỗi sầu quan nghiệp, một kiền liên thêm thống thiết can trường. Kìa, xin quỷ võ xoa hại cho tôi dừng bước lại để nhìn kỹ một người đang ngồi giữa bàn trong. Ngọn lửa hồng cháy rực toàn thân. Trời ơi mẹ, mẹ của ta, trời ơi mẹ của ta đang chịu hình phạt vô cùng thảm khốc. Mẹ, mẹ ơi con đây nè, con là một kiền liên xuống tầng đây tìm mẹ. Con đâu có quản chỉ lao khổ nhọc nhằn, có câu nhất nhân thành đạo cũ quyền thắng, mong sao mẹ sẽ được tiêu trừ tội chướng. Con xin đáp nghĩa sanh thành, trọn kiếp tu hành cho hồn mẹ siêu thăng.